Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cái phần mềm Hypermill ứng dụng trong cái việc gia công cái lòng khuôn sâu. Và tôi sẽ đi lần lượt từ các tình huống là thủ công nhất, tức là việc mình tạo những cái mặt gia công, mình chia khu vực để gia công theo kiểu là ba trục, tới việc là mình chuyển sang gia công trên máy 5 trục, có tùy chọn là khóa trục khi chạy và tình huống gia công 5 trục đồng thời. Thì tôi bắt đầu bằng cái tình huống là đơn giản nhất, thủ công nhất là cái việc là mình gia công cái lòng khuôn này. Nhưng bây giờ mình chỉ có máy 3 trục thôi, mình phải tạo những cái khu vực để gia công. Đây các bạn thấy, do mình gia công là ba trục, bắt buộc cái trục da của mình nó phải vuông với mặt phẳng gia công. Cho nên khi gia công cái lòng khuôn này, các bạn đầu tiên là mình phải chia khu vực ra, mình chia thành từng khu. Sau đó ở mỗi khu vực như vậy, các bạn phải tạo một cái mặt nghiêng một góc độ nào đó để mình cho con dao này nó vuông với cái mặt đó và đi từ trên xuống dưới. Ví dụ tình huống này, để gia công được cái phần đoạn này, tôi phải tạo một cái mặt phẳng và một cái đường khớp thế này các bạn. Đấy, một cái đường khớp như thế này để bảo đảm là con dao của mình á là nó vuông với cái mặt phẳng đó. Thì các bạn xem thử trục dao của mình nó vuông như vậy. Thì trên phần mềm các bạn phải bước 1 chia khu vực, bước 2 là tạo những cái mặt phẳng nghiêng như vậy để tạo cái đường khớp giới hạn, và bước 3 là trên máy các bạn phải có cái đồ gá để nghiêng góc như vậy. Nó sẽ rất mất thời gian. Các bạn xem, nếu mình gia công toàn bộ cái lòng khuôn này á, các bạn phải tạo ra giả sử là 8 khu vực như vậy. Các bạn xem toàn bộ đường khớp nhé. Thì cái việc là tính toán góc nghiêng sẽ rất mất thời gian. Cho nên trong tình huống này, nếu như các bạn gia công 3 trục thì trên lý thuyết các bạn có thể làm được, nhưng nó sẽ rất tốn nhiều thời gian, tốn nhiều thời gian lắm. Thì nếu như các bạn chuyển sang gia công 5 trục thì cái việc nó sẽ đơn giản hơn. Các bạn vẫn có giả sử là những khu vực để gia công, nhưng lúc này cái việc tạo cái đường khớp nó không còn phức tạp nữa. Các bạn chỉ việc đây tạo những cái phân đoạn như vậy để chia khu vực cho nó chạy thôi. Và các bạn thấy là những cái đường khớp giới hạn của mình á, nó cũng không nhất thiết là phải nằm trên những mặt phẳng vuông trục dao nữa, tại vì lúc này mình không phải gia công 3 trục, mình gia công 5 trục, cho nên cái hướng nghiêng con dao của mình á, nó hơi nghiêng một góc chứ không nhất thiết là phải vuông với cái mặt gia công. Thì các bạn thấy nha, mình tạo những đường khớp trên một mặt phẳng. Ví dụ như tôi ở anh này thì cái đường khớp mình chính là cái anh này, cái đây hai cái đường giới hạn này, các bạn thấy hai cái đường giới hạn. Rồi sau đó các bạn xem cách nó chạy nha. Đây, nó vẫn khóa trục lại, nhưng cái việc tạo đường khớp đơn giản hơn. Và do là mình có máy 5 trục cho nên trên máy của mình á, thì mình chỉ việc là xoay đi một góc, chứ mình không cần phải chế đồ gá gì nữa cả. Các bạn có thể xem thử. Bây giờ tôi nhà xứ anh này nha, tôi cho trên chạy trên máy luôn. Ok, tôi có cái máy này rồi, thì tôi sẽ tôi mô phỏng mà có máy luôn nha. Đây các bạn có thể là nghiêng đi một góc là bạn gia công được rồi. Đấy, các bạn nghiêng lên một góc là bạn gia công được mà không cần phải chế đồ gá gì cả. Các bạn có thể chạy như thế này ha. Tất nhiên các bạn có thể chạy là theo một hướng hoặc là theo hai hướng. Tôi tắt gì bạn dễ nhìn nè. Sau đó các bạn có thể là như ở đây, tôi chạy theo là hai hướng. Đây, tôi cũng chạy hai hướng. Đấy. Thì đó là cái tình huống là mình có máy 5 trục nhưng mình muốn nó chạy là theo kiểu là 3 trục để tăng tốc độ chạy. Thì các bạn biết rằng trên máy 5 trục nếu như cái trục xoay á, thì luôn luôn nó xoay chậm hơn là cái trục tĩnh tiến. Cho nên là mình có máy 5 trục nhưng mình vẫn cho nó chạy từng phân đoạn một để mình tăng tốc lên. Tình huống thứ 3 là bây giờ là mình muốn cho nó chạy đồng thời và nó sẽ tự kiểm soát góc xoay luôn. Thì là muốn bước nâng cao hơn, tự động hóa cao hơn. Thì các bạn xem cách chạy thế này. Ở đây tôi cho nó chạy 5 trục và tôi để chế độ là auto indexing, tức là nếu như trong những khu vực nào nó có thể chạy được 3 trục thì nó sẽ chạy 3 trục. Trong tình huống mà nó còn phải xoay thì nó tự động nó xoay, sau khi xoay xong nó sẽ trở về chạy 3 trục tiếp. Các bạn xem cách chạy thế này nhé, và cái việc xoay đó là nó tự động. Các bạn có thể mô phỏng, các bạn xem này nha. Đây, khi chạy lúc này thì là cái anh C anh khóa, anh AB anh khóa hết. Đây, khi cần nó sẽ nghiêng lên một góc sau nó chạy. Đấy. Khi cần nó lại xoay.
Các bạn xem nha. Đó, cần nó lại xoay. Và sau khi xoay xong, nó sẽ trở về nó chạy là 3 trục. Chỉ ít y chạy thôi, còn những cái trục A, trục C nó đứng yên. Và cái việc khi nào xoay ở đây là do phần mềm nó quyết định. Trong tình huống các bạn là người am hiểu về cái gia công và các bạn muốn tùy biến lại cách nghiêng của nó, các bạn có thể dùng chức năng là Auto Index, tức là các bạn kiểm soát cái vị trí mà nó xoay bằng cách là mình thêm cái chức năng là User Define Segment Limit. Khi này thì tôi bật cái đường curve lên luôn nha. Các bạn thấy đây, mình sẽ có những cái đường curve biểu đẳng là ở vị trí này là mình nên xoay nè, đây là nó nên xoay, đây là xoay, thì khi đó cái phần mềm nó sẽ xoay theo cái ý đồ của mình. Và các bạn xem thử kết quả đây. Này, chỗ này cần xoay nó xoay, chỗ nào không cần sẽ khóa lại, và cái vị trí chuyển hướng là do mình quyết định. Trong tình huống này thì các bạn nhìn thấy hai cách chạy nó thường giống nhau các bạn. À này, đây nó khác một tí thôi nè, cái vị trí nó khác nhau một tí. Mặc dù này á là nó tự xoay ở đây. Còn ở đây thì mình kêu xoay thì nó xoay ở vị trí này, nó khác đi một tí theo ý của mình. Rồi, trong một tình huống nữa, cuối cùng là mình rất là lười, bây giờ mình muốn phó mặc cho cái phần mềm nó chạy và mình để đồng thời luôn, mình không có phân đoạn gì hết. Xin chào đồng thời các bạn. Khi đó tôi sẽ bỏ cái chức năng Auto Index đi, thì lúc này là nó sẽ tự chạy và nó sẽ nằm đồng thời. Tất nhiên các bạn thấy một điều rằng khi mà mình lập trình mà mình làm biến á, mình không định cái góc xoay á, thì nó nhanh một tí, nhưng mà khi chạy trên máy á, chắc chắn sẽ chậm hơn. Các bạn xem nha, nó xoay liên tục luôn nè. Đó, đây nó xoay, nó cứ đồng thời nó chạy thôi. Thì cái tốc độ trên máy sẽ chậm hơn, tại vì tốc độ xoay nó không nhanh bằng tĩnh tiến được, cho nên khi cần xoay nhiều quá đó thì nó sẽ kéo tốc độ gia công mình nó giảm xuống. Vậy thì các bạn thấy là tổng kết lại, Hypermill nó cho mình rất nhiều cái giải pháp để lập trình gia công những cái lòng khuôn sâu như vậy, và mình tùy vào cái điều kiện hiện tại của công ty mình để mình áp dụng. Và một điều quan trọng nữa là cái cách tiếp cận gia công trục của Hypermill nó rất là đơn giản. Các bạn thấy hầu như nó đều là những cái chương trình gia công là ba trục, ví dụ như level finishing gì đấy thì giống hệt với ba trục, nó chỉ thêm một cái thẻ tên là Fast Axis ở đây để mình kiểm soát một số cái tùy chọn về góc xoay, về cái indexing nếu có, rồi một số cái tùy chọn về tránh va chạm. Thì cho nên cái việc là các bạn chuyển từ lập trình 3 trục sang 5 trục trong Hypermill á, nó không có khó khăn như một số cái phần mềm khác. Và đây là điều tôi muốn nhấn mạnh. Rồi, cảm ơn các bạn.